trải nghiệm khách sạn miễn phí khi quá cảnh tại Hạ Môn, Trung Quốc. Xin chào mọi người, mình là Trân, chủ nhân kênh Tiểu Tổ Tông của Thanh Dạ. Hôm nay, mình sẽ review khách sạn miễn phí khi quá cảnh tại Hạ Môn, Trung Quốc nhé. Lưu ý trước khi xem, 1. Không phải hãng hàng không nào ở Trung Quốc cũng cung cấp khách sạn miễn phí trong quá trình quá cảnh. 2. Hãng hàng không mình đi là hãng Siemens Airlines. 3. Phải quá cảnh trên 6 đến 24 tiếng thì mới nhận được ưu đãi trên. 4. Chi phí đi từ sân bay về khách sạn do bạn tự chi trả. Hướng dẫn cách nhận phòng ở cuối video. Bây giờ bắt tay vào nội dung chính thôi nào. Đối với hạng bé phổ thông, hãng hàng không Hạ Môn sẽ cung cấp phòng ở miễn phí 2 người một phòng. Tuy nhiên, hôm mình đi hình như là hết phòng 2 người, nên nhân viên hỏi mình có đồng ý chọn ở phòng một người với diện tích hẹp hơn hay không. Mình bảo đồng ý nên nhận được phòng như hiện tại nè. Lúc bước vào thì bạn sẽ thấy một dãy công tắc như thế này. Muốn cho hệ thống điện trong phòng hoạt động thì bạn phải bỏ cái thẻ mà tiếp tân khách sạn giao cho bạn vào thì mới có điện với đèn nhé. Bước vào phòng khách sạn, người ta sẽ chuẩn bị cho mình một đôi dép đi trong phòng. Mình lười nên mình không mang. Cái này được tặng, bạn lấy luôn cũng được ha ha. Được rồi, mình dẫn bạn đi xem toàn cảnh căn phòng nè. Phòng nhỏ nhưng tiện nghi lắm. Mà chắc do được động vật cả mến quá, nên mình được gặp luôn hẳn kiến ba khoang. Trời thương trời độ nên không bị cắn. Có tranh treo tường đồ nữa nha. Mình là mình sợ nhất là mấy cái phòng khách sạn treo ảnh người với vật. Ban đêm đang nằm nghỉ ngơi tự dưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình xem thử có dám ngủ ngon không. Cộng một điểm tinh tế cho khách sạn trong việc chọn tranh nha. Cái chăn ga gối nệm người ta phun trắng, chẳng hiểu lói đâu ra một cái gối màu đỏ. Trên đầu giường sẽ có một cái điện thoại bàn để mình liên hệ với tiếp tân. Này là mấy cái nút công tắc đèn á? Phòng nhỏ nhưng lắm đèn nha. Này có hẳn đèn ngủ luôn mới ghê chứ. Có cái thùng rác mini nè. Trên này là hệ thống điện và điều hòa. Dưới này thì có cái bàn. Trên cái bàn có tivi, giấy đồ các kiểu. Bên này thì có ấm đun nước, ly và một chai nước lọc miễn phí. Bên dưới có hẳn một cái két sắt. Ai giàu với cẩn thận là mới dùng ha ha. Trong phòng cũng có tủ lạnh. Ban đầu để mà tiết kiệm điện, tủ lạnh sẽ trong trạng thái không được bật. Mấy cái này là đồ của tôi mới bỏ vào nha. Bạn nhìn lên phía trên sẽ có một công tắc. Đó là công tắc tắt bật tủ lạnh đó. Bật lên cái là dùng được rồi. Cái hộc này chả có gì cả. Nhưng bên này thì có nha. Remote điều khiển TV và hai túi trà. Nệm rất cao và êm nha. Bây giờ cùng mình khám phá toilet thôi nào. Trước hết bật đèn lên cái đã. Mở cửa ra. Nhà vệ sinh rất sạch sẽ nha. Đố bạn biết, thứ khiến mình ấn tượng nhất trong phòng vệ sinh này là gì? Là đồ dùng miễn phí này ư? Không, phải là cái remote điều khiển này mới đúng. Thiên hạ đồn Trung Quốc không có vòi xịt đít giống như Việt Nam. Đó là bạn chưa thấy hệ thống chăm đít tự động của nước bạn thôi đó. Có hẳn rất nhiều tính năng nha, xịt đít phong cách nam giới, xịt đít phong cách nữ giới, còn có thể điều chỉnh nhiệt độ nước xịt luôn. Còn bây giờ còn ai dám đồn nước bạn không có vòi xịt đít nữa không? Không ai cả, chính tôi là người ngồi trong toilet cười hơn 15 phút bởi sức sáng tạo của nước bạn. Này là vật dụng khách sạn chuẩn bị cho mình. Nào là ly nước, xà bông, nào lăn trùm đầu, bàn chải, lược chải tóc. Nếu có ý định mang về thì nhớ để lại cái ly nước cho người ta nha mấy bà. Bên này có máy sấy tóc nè. Khăn tắm có ở mọi nơi, cơ mà đó giờ mình chưa bao giờ sử dụng khăn tắm của khách sạn, toàn mang theo để dùng thôi. Rồi vào bên trong phòng tắm xem có gì nha. Dưới này là thảm chống trơn trượt khi tắm, này là dầu gội với sữa tắm. Bên này là vòi nước tắm, có trang bị sẵn hệ thống nóng lạnh. Mọi người có thể điều chỉnh cả bên nóng và lạnh cùng lúc để lựa chọn nhiệt độ nước tắm phù hợp với bản thân. Gửi đó, video review khách sạn miễn phí ở Trung Quốc của mình đến đây là kết thúc. Khi mà đến sân bay Hạ Môn, bạn hãy tìm đến quầy trung chuyển của hãng hàng không Hạ Môn, đưa hộ chiếu để họ kiểm tra. Sau khi kiểm tra thông tin, họ sẽ gửi lại bạn một tờ giấy. Bạn tự bắt xe đi đến địa chỉ khách sạn được ghi rõ trên tờ giấy. Khách sạn đó cách sân bay rất gần luôn, khoảng 5 phút là đến. Sau đó hãy đưa tờ giấy và hộ chiếu cho lễ tân khách sạn, rồi tiến hành thủ tục nhận phòng là xong. Video của mình đến đây là kết thúc.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đó xem những giây phút vô tri này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.